Ở tập trước, Lộc đã lọt vào mắt xanh của một nữ kiếm sĩ xinh đẹp. Mặc dù mình đã từ chối tình cảm của cô ta, nhưng vì mình quá đẹp trai nên cô ta đã theo đuổi mình tới cùng, cho tới khi mình dùng tới tiệc chiêu cuối ấm bá la alabala chùn thì mới cắt đuôi được sự theo đuổi gắt gao của nữ kiếm sĩ cực kỳ mạnh đó. Liệu rằng chặng đường tiếp theo Lộc còn bị một hot girl nào khác theo đuổi hay không? Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và ở tập trước thì nói chung là một ngày ăn hạnh toàn tập của mình ha. Nên là hôm nay chắc là mình phải tìm cách để trở nên trâu hơn thôi các bạn à. Và cách nhanh nhất đó chính là sở hữu một bộ giáp tốt. Và ở tập trước thì mình có làm một bộ giáp bằng cái spawner fragment á. Nhưng mà có vẻ là nó không tốt như mình nghĩ ha. Cho nên là có thể là hôm nay mình sẽ quay trở lại. Đó chính là set giáp kim cương các bạn ơi. Chịu khó mình enchant cho nó những dòng ngon ngon thì chắc nó cũng đỡ hơn ha. Rồi mình sẽ lấy cái nón, một cái ổng, làm thêm một cái quần đi nhờ. Tại hôm qua mình bị nữ kiếm sĩ Malenia gì đó lụm luôn cái quần của mình ở bên đó rồi các bạn ơi. Ừ, mình chưa lấy lại cái quần nữa. Để khi nào rảnh quan bển lụm lại cái quần ha. Đánh mà gớt cái quần bên đó luôn mà. Rồi full set giáp lại rồi nè. À, hiện tại thì cái ủng chưa có bảo vệ nên là chắc mình sẽ tách ra đi. Rồi chúng ta đi enchant lại ha. Cái nón mình cũng tách ra luôn nè. Còn về kinh nghiệm mình sẽ lấy từ cái ngân hàng kinh nghiệm của mình ra. Đó, được đâu đó 33 level ha. Ui, không nhiều lắm ta. Kiểu này enchant chắc cũng hạ tiện dữ rồi nè. Rồi, và mình sẽ kiếm bảo vệ 4 coi coi. Trời, có bảo vệ 3 hả các bạn ơi, số mình nhỏ sao ta. Thôi lấy đỡ đi. Rồi, không có chậm hỏng luôn. Không được rồi, kiểu này chắc mình phải săn thêm quái để chúng ta kiếm kinh nghiệm. Ui, ui, gì? Gì đông vui vậy? Quá chừng quá đất tụ tập rồi he. Đây nữa nè. Bắn cho gớt ngựa luôn. Thằng à, đứt bọn trởn chắc chắn là gần gần để úp sọt mình rồi. Ê, có thanh niên cầm đuốc gì nữa kìa. Eo. Gì vậy anh bạn? Cái quần đùi gì đây? Ơ kìa. Ok, đứng ở đó đi, mình farm cũng được. Ôi dạ, trời nó nhảy xuống. Ây ây, mình sai lộn kêu. Ui. Mình sai lộn kêu, quay ngược thời gian các bạn ơi. Trời, tí nữa thì hẹo rồi. Hơi ẩu nha. Không được. Chắc mình phải đổi kêu quay ngược thời gian các bạn ơi. Mình sai skill đó không hiệu quả lắm. Hôm qua mình chưa có tận dụng nó được tí nào luôn á. Để coi. Cái kiếm của mình cũng có một vài skill point mới. Để xem coi nó cho mình kỹ năng gì đây. Một kỹ năng mới nè. Catalyze. Hình như đây là kỹ năng giúp cho những cái hiệu ứng trên người mình nó sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng mà nó sẽ ngắn hơn hay sao các bạn ạ. Chọn thêm lưỡi kiếm các thứ luôn. Ok. Rồi. Chắc phải test liền kỹ năng mới mới được các bạn ơi. Thay đổi diện mạo cho thanh kiếm mình nữa. Ok. Rồi. À. Mà mình quên review với các bạn. Hôm qua mình có săn quái các thứ và có săn được một vài con zombie hoàng gia. Và nó rơi ra cho mình cây gậy hoàng gia các bạn. Cây này khi mà mình dùng một cái, mình sẽ được sức mạnh nha. Và kháng cự luôn á chứ. Ủa? Cái gì vậy? Hình như mình mới dùng kỹ năng hay sao các bạn ơi. Kỹ năng này kẻ nào mà áp sát mình quá mình dùng nó sẽ đẩy ra các bạn ơi. Còn kỹ năng Catalyze thì đó là một kỹ năng dạng nội tại. Nên là nó không liên quan. Ra là vậy. Rồi test thử kỹ năng burst coi. Ủa, có đẩy đâu. Ok. What the hell. Ui mà thôi kệ đi. Giờ thì điều mình quan tâm đó chính là mình cần phải cày kinh nghiệm để chúng ta enchant giáp thôi ha. Và nhắc tới cày kinh nghiệm thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua cánh rừng yêu tinh rồi các bạn. Trời ơi, không hiểu sao đây gọi là cánh rừng yêu tinh trong khi nó toàn là những cái thanh niên kỵ sĩ xương không à. Ừ. Độc lạ thì chứ. Ok đi. Từ. Mình sẽ ngồi đây mình farm tí hết các bạn. Nói chung thì tính ra mình không cần làm cái máy farm kinh nghiệm đâu. Qua đây săn kỵ sĩ xương thôi. Cũng đủ chi tiêu nữa. Mặc dù ở đây đông thiệt nhưng mà sau một lúc cày cuốc thì mình đã dọn dẹp gần hết mấy cái thanh niên kỵ sĩ xương này rồi các bạn ơi. Thanh kiếm của mình nó cũng sắp hư rồi. Ui.
tôi mình đánh cái tên phù thủy kia văng mất tiêu luôn rồi các bạn. Này thì càng khịa mình. Ok, giờ thì mình cũng được 42 cấp rồi hả? Ô, Gnomus. Kìa. Wow. Ê, lão ta trở lại rồi các bạn ơi. Ây da, ghê phết đấy chứ. Còn cái khịa khịa mình nữa. Liều, anh niên đó liều. Ok, chỗ này thì chắc bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp nốt ở hướng này nữa thôi các bạn. Rồi sau đó đi về ha. Chúng ta đã chiến đấu suốt đêm ở khu vực này rồi. Tranh thủ về, còn enchant đồ và làm công chuyện khác nữa. Rồi, bây giờ thì enchant không sợ bị thiếu kinh nghiệm nữa rồi nha. Ồ, nhưng mà nó vẫn không cho mình dòng ngon nhờ. Nếu vậy thì thôi, mình enchant cho cây gậy của mình luôn đi. Ủa, tính ra cái này là vũ khí cận chiến luôn á. Wow, giờ mình mới để ý nha. Rồi, tiếp tục trở lại enchant giáp nè. Coi nó ra bảo vệ chưa, thử coi. Trời ơi, bảo vệ khỏi vụ nổ quá, mèn đét ơi. À đây, bảo vệ 3. Ui, đây rồi. Cuối cùng cũng có một dòng bảo vệ 4 trong set giáp kim cương của mình. À, nhưng mà nó lại không có chậm hỏng các bạn. Vậy là bây giờ còn cái quần là không được xịn lắm nè. Thôi, mặc đỡ đi. Bảo vệ khỏi vụ nổ, chắc chống lại mấy con Ripper nữa các bạn. Rồi, giáp cũng đã xong xuôi rồi ha. Bây giờ để mình nâng cấp kỹ năng cho thanh kiếm. Tại vì bây giờ nó đã có khá là nhiều cái skill point rồi các bạn. Kỹ năng đầu tiên là một kỹ năng triệu hồi lưỡi đao các bạn. Wow, nhìn có vẻ xịn nè. Ui, có lưỡi kiếm mới nhìn có vẻ đẹp nữa. Đậm luôn. Ok, tiếp theo là kỹ năng gì đây? Một kỹ năng giúp mình lùi về phía sau một cách nhanh chóng nè. Wow, kỹ năng ở dưới là double slash. Hình như là chém dọc hai cái các bạn ơi. Uầy, xịn nha. Nghe có vẻ thú vị đấy. Ok, lậm luôn. Tiếp tục, lại là một kỹ năng tấn công nữa nè. Hình như mình sẽ lướt về phía trước rồi nắm lấy cây địch, ở đó ném đi một cách cực mạnh hay sao các bạn. Không biết mình dịch có đúng không nữa. Còn phía dưới là một kỹ năng nội tại ha. Chuyển đổi sát thương trở thành giáp hay sao á, phải không ta? Nè ní, mình thấy kỹ năng này có vẻ bá đạo các bạn à, mình muốn thử ha. Rồi, sẵn tiện chọn thêm diện mạo cho vũ khí của mình luôn đi. Ok, xong xuôi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cày cuốc về cái phần đam á. Hiện tại đam và tốc độ của mình đang có 4 điểm các bạn à. Chắc mình sẽ gán cày nó lên đâu đó tầm 10 điểm đi, để thanh kiếm mình nó trở nên mạnh nhất có thể. À mà thiếu, mình cần phải rửa lại cho nó bóng loáng chứ. Trời ơi, cày cuốc xong mà không sửa lại là kiếm bị lục á nha. Không có quẩy căng được đâu á. Rồi, xong phía. Sẵn tiện test kỹ năng mới luôn chứ. Coi coi có ổn áp hay không ha. Đầu tiên là kỹ năng Blade Crawler nè. Nghe đồn nó sẽ tạo ra những cái lưỡi kiếm á. Ui, thiệt các bạn ơi, nó tạo ra quá trời vũ khí luôn, chứ không phải lưỡi kiếm bình thường. Xịn sò con bò. Nhưng mà cái hồi chiêu của nó khá là lâu nha. Đây, không biết một lần dồn đam thì sẽ được bao nhiêu ha. Ui dù. Uầy, thú vị đấy. Rồi, kỹ năng tiếp theo thử coi. Double slash nè, chém 2 hit. Xem thử nào. Ủa là chém 2 hit luôn rồi hả? Ủa cái gì mà chóng vánh vậy? Lại coi. Mình sẽ đợi cho nó sạc đầy hai cái luôn ha. À, cái này sẽ giúp mình dồn đam nhanh hơn các bạn. Ok, kiểu hai đòn đánh nó sẽ không có mất thời gian hồi chiêu luôn á. Còn phía dưới này là kỹ năng nội tại nè. Mình sẽ thử test kỹ năng nội tại mới ha. Thôi, bữa nay chắc mình sẽ dùng kỹ năng tấn công. Đó chính là kỹ năng Blade Crawler đi. Mình thấy có vẻ nó bá đạo đó các bạn. Không biết sao chứ triệu hồi một lần 4 vũ khí rồi nhắm vô mục tiêu và tấn công nó một lúc. Như vậy chắc sẽ rất là thốn đó. Rồi. Và hôm nay mình chuẩn bị thật là nhiều như vậy, chủ yếu là để cho chuyến đi qua địa ngục của mình trở nên suôn sẻ thôi các bạn. Hôm nay mình tính qua địa ngục kiếm Netherite các thứ, biết đâu sau này nó lại giúp ích cho mình trong công cuộc nâng cấp giáp thì sao. Rồi, và cổng địa ngục thì mình sẽ đặt ở phía dưới ha. Ngay đây luôn không nhỉ? Hay là ở dưới bon tàu luôn ta? Ừ, dưới này luôn đi, cho nó cẩn thận các bạn ơi. Rồi, đặt ngay vị trí này, sẵn tiện thay cái cột bằng khắc chìm thạch luôn á. Rồi, xong phim luôn. Thì cuối cùng đó chính là làm một cái hộp quẹt và thắp nó lên thôi. Alright, kinh nghiệm thì để mình cấp vô hết đi các bạn cho chắc cú. Giờ thì mình còn thiếu gì không ta? Hình như không thiếu gì nữa các bạn ơi. Chắc là mình có thể lên đường được rồi đó. Ok, đi luôn cho nóng luôn nha. Không biết là mình sẽ xuất hiện ở đâu đây. Ui, hình như mình xuất hiện ngay cái pháo đài địa ngục luôn các bạn ơi. Hên vậy.
Nếu vậy thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ đi vô trong liền luôn các bạn ơi. Ui xương đen, hello. Hello. Ui giời. Gì đây, anh muốn đấu kiếm tôi hay vậy? Ý giời. Ao trền các bạn ơi. Mình xài cái cây Agony thì may ra mình còn bị đánh trước, chứ mình cầm cây này không đường nào mấy thanh niên xương đen đánh trước mình được đâu. Bởi vì cái Ui What? Ê, các bạn để ý cái lượng trái tim của mình kìa. Càng đánh mình sẽ càng có thêm trái tim ảo các bạn ơi. Wow. Ui, ở đây có những cái cuộn sách lửa gì nè. Ồ, trời, mình lỡ bấm nhầm, mình triệu hồi cái này là cái lưỡi hái hay sao rồi. Mày có cẩn thận bấm nhầm nha. Ui, giáp ngựa kim cương luôn nè. Ê, kiếm cái yên các bạn ơi, để có gì bữa nay mình dắt em ngựa về. Ủa, ở đây có cái nón gì lạ vậy? Ô, cái này nó sẽ giúp mình uống những cái lọ hồi máu nhanh hơn các bạn. Quay một món đồ siêu ngon luôn. Wow. Ủa, ở đây mình nghe tiếng xương đen. Ôi, các bạn để ý nha, mình triệu hồi vũ khí xong đúng không, khi mình tấn công vũ khí cũng sẽ tấn công luôn nha. Wow. Không biết các bạn có tò mò khi mà dồn đam từ 4 vũ khí tấn công một mục tiêu thì nó sẽ gây bao nhiêu đam không? Ừ, mình cũng tò mò lắm. Đây, sẵn tiện mình test luôn. Triệu hồi lần 4 vũ khí. Sau đó thì... What? One shot xương đen từ xa luôn kìa. Ê, bá đạo thiệt. Rồi, test thử cái khả năng uống thuốc hồi máu của mình. Chưa đầy một giây các bạn, là uống xong rồi. Hôm nay mình xuống địa ngục mình toàn nhặt được đồ ngon thôi. Kỹ năng học được cũng im nữa. Hình như hướng này sai à. Mình cần phải đi xuống sâu dưới chứ. Rồi, vậy là mình đã xuống tới dưới ha. Ui mà như này tối thế. Ủa, có rương nè. Đây rồi, kim cương phà. Một cái yên cưỡi. Ê, còn có cái... Một cái kỹ năng mới. Obsidian seal. Wow, tò mò nha. Kỹ năng này mình sẽ học luôn. Và xem thử coi đây là kỹ năng gì hết các bạn. Obsidian seal. À, nó sẽ giúp mình giảm sát thương từ lửa hoặc là nhung nham các bạn ơi. Nên không ta? Kỹ năng này nâng cấp khá rẻ các bạn. Ừ, mình nghĩ là mình nên nâng một xíu đi. Để xíu mình lọt xuống nhung nham mình sẽ đỡ bị kiểu như là mất máu hơn. Hợp lý. Ui, trong này lại có thêm khoáng sản quá trời nè. Rồi, có lý gì ta? Đang khổ mà gặp tình huống này thì sao mà bỏ lỡ được các bạn. Ui, bên đây lại có một căn phòng. Ui, lại chứa đồ nữa nè. What? Nhiều vậy? Lại là kỹ năng Obsidian Seal ha. Nhưng mà cái đó thì nó bị trùng rồi, nên là thôi mình sẽ không nhặt nữa. Mình chỉ nhặt hắc kim thạch khóc các thứ đồ thôi. Kim cương đồ. Ồ, cái dòng gì đây? À không, đây là cọng dây nịt các bạn. Hình như nó sẽ đeo vô cái phần thắt lưng của mình. Nhưng mà được cái với các bạn nhớ không? Nó cộng cho mình tới 5 tim lận. Wow. Đánh đổi 3 giáp với 5 tim. Các bạn nghĩ có đáng không? Mình nghĩ là mình đầu tư luôn á. Chơi lớn thử coi. Khi nào mình có nhiều máu hơn thì mình sẽ gỡ cái nịt đó ra. Hợp lý ha. Rồi, bây giờ thì lấy thêm hắc kim thạch khóc ở đây nữa. Biết đâu sau này lại cần đó các bạn. Ôi. Hết hồn. Hồi nãy mình ấn nhầm kỹ năng triệu hồi vũ khí, cái nó nằm ở đây luôn nè các bạn. Ảo thật đấy. Mình đã khám phá xong một hướng rồi. Bây giờ mình sẽ khám phá nốt ba cái hướng còn lại ha. Xem coi có loot thêm được một ít đồ ngon gì không các bạn. Ồ, chỗ này có thùng quá trời nè. Khoáng sản. Ui, mẫu rèn. Ồ, mẫu rèn đầu tiên mà mình nhặt được bên địa ngục. Ây da. Ui, Bị đánh lén các bạn ơi. Ê, đúng lúc mình chưa có săn được quỷ lửa nữa. Săn thêm quỷ lửa luôn. Ui, có rương ở đây nữa nè. Ồ, lại có kim cương. Ui, lại thêm cái nón gì nữa cơ. À, giống cái nón nãy mình mới trang bị vậy. À không, một cái nón khác các bạn ơi. Nhưng mà công dụng của nó gần như là giống nhau nha. Nó chỉ khác cái màu thôi à. Một cái là giống như cái dạng nón kết đó các bạn. Ôi trời, con này. Người ta đang review nón mà. Làm gì vậy? Ở đây còn rơi ra một cái quyển sách kỹ năng khác nữa. Nó sẽ giúp mình hồi phục thể lực sau khi mà mình né thành công những cái nhát đánh của cái địch đó các bạn. Thạch ngon, bỏ vô ba lô liền. Ui, bị đánh lén. You know. Ờ, tình hình là bây giờ mình không có cái thuốc nào mà giúp mình kháng lửa hết các bạn. Cho nên chắc mình làm liều đi ha. Tự đào xuống dưới thôi các bạn ơi. Rồi sau đó chúng ta sẽ lần mò rồi lấy cái mảnh vỡ cổ đại ở dưới này.
Ủa đây là nơi thấp nhất rồi đúng không? Theo như mình nhớ là nó sẽ nằm đâu đó ở dưới này thôi. À đây nè, nó ngay đây luôn nè các bạn. Việc còn lại là lên trên và xem coi nó nổi chưa. Ủa ở đây đây đây, nó nổi rồi nè các bạn. Mình xin nha. Mảnh vỡ cầu đại đầu tiên. Ui da, bất cẩn một cái là bị đánh lén liền các bạn ơi. Mấy ní này ẩu thiệt chứ. Rời khỏi khu vực đó được rồi các bạn, để mình còn khám phá nhiều hướng khác trong pháo đài địa ngục này. Sẵn tiện săn thêm quỷ lửa luôn. Ê, giữa đường có cái rương luôn kìa. Wow, wow, wow. Triệu hồi vài lưỡi kiếm cơ. Sau đó thì đánh cận chiến á các bạn. Cái này nó cũng giúp cho cái đòn đánh sau khi mà mình triệu hồi vũ khí các bạn tăng đam nha. Tính ra kỹ năng đó khá là bá đạo nha. Ồ, vừa tấn công tầm gần tốt mà vừa tấn công tầm xa ổn nữa, cực kỳ hoàn thiện luôn á. Nhưng chỉ có tiếc một điều là cái pháo đài này quá là bé nhỏ các bạn ơi. Đi đúng vòng là hết luôn rồi. Oh no. Nếu vậy thì thôi, chắc mình sẽ đi tới công trình tiếp theo bên địa ngục, đó chính là Bastion. Liệu rằng gần đây có cái Bastion nào cho mình khám phá hay không đây. Cũng hơi bị tò mò đấy. Rồi, nhưng mà trước hết thì để tiếp chiêu cái anh bạn này cái đã. Hey, hơi tiếc là mình cũng ráng thử đi tìm các bạn nhưng mà không có phát hiện bất kỳ một cái Bastion nào gần đây hết. Chắc là bữa nay mình chỉ dừng lại ở việc đó chính là kiếm được một ít cái đồ lặt vặt này mang về thôi ha. Thôi coi như cũng tạm ổn đi. Bây giờ chắc mình sẽ về nhà để chúng ta tiếp tục cái hành trình phiêu lưu ở thế giới thường, tìm kiếm thêm vùng đất mới các bạn ơi. À mà có một điều nữa là mình cũng sẽ enchant luôn cái nịt mà mình mới nhặt được bên địa ngục ha. Đang có kinh nghiệm dư nè. Enchant đó cái coi, chậm hỏng luôn. Wow, ngon vậy, ngon vậy. Lụm kẹo nào. Ý. Ok, cho thêm bảo vệ đi. Chậm hỏng không, không ổn đâu. Oh no. Nhưng mà giờ không đủ kinh nghiệm để enchant tiếp rồi. Tiếc thế nhờ. À, mà đúng lúc cây kiếm của mình cũng đang hư. Và nó cũng có thêm một cái điểm kỹ năng nữa. Để mình sửa nó lại cái ha. Rồi chúng ta học thêm kỹ năng mới luôn các bạn ơi. Hợp lý ý chứ. À mà bây giờ chắc mình sẽ đổi sang mình nâng cấp thêm độ bền quá. Mình thấy kiếm mình bắt đầu mau hư rồi đó. Và coi thử coi kỹ năng mới mình sẽ có được là những kỹ năng gì đây. Lại là kỹ năng Full Whip hồi nãy nè. Ở dưới là kỹ năng Exchange. Ê, hình như cái này nó sẽ đổi vị trí của mình với cái mục tiêu á các bạn. Còn dưới này là một kỹ năng kiểu như dạng nội tại. Chắc mình sẽ lấy một kỹ năng nội tại đi nha. Tại hiện tại kỹ năng nội tại mình đang bị ít đó các bạn. Rồi chọn thêm lưỡi kiếm các thứ nè. Thẩm phiến. Thẩm tiện đổi diện mạo lưỡi kiếm coi. Mình sẽ đổi sang cái lưỡi kiếm đỏ đỏ này đi. Nhìn cho nó lạ lạ ha. Thẩm tiện chọn sang cái nhánh độ bền luôn. Để giúp cho chúng ta luyện thêm độ bền cho thanh kiếm mới này. Ôi, trời cũng sáng rồi hả? Ê, tính ra mình chưa kịp ngủ nữa. Ok, bây giờ thì chắc việc đầu tiên mình cần làm đó chính là lên đường và dẫn em ngựa vậy thôi các bạn. Trời ơi, gửi em ngựa ở bên làng từ hôm qua tới bây giờ. Ủa mà sao thanh niên nó phải sáng ta, các bạn có thấy thắc mắc không? Ủa? Ủa sao nó phải sáng nhìn thấy ghê vậy? À, nó còn biết dịch chuyển nữa. Ê, định làm gì? Định làm gì? Trời, mình đánh nó lọt xuống nước mà nó vẫn không sợ các bạn. Ủa, ảo ảnh hả? Ây da, trời ơi, mình bắn nó còn phản lại mũi tôm mình kìa. Yêu. Ui, con đó thì ghê thì cơ. Ôi, ôi, cho nó chơi với dế đi, không chơi với nó đâu. Ghê quá à. Đây rồi, đây rồi. Mình đã trở lại ngôi làng này và em ngựa đang ở trong chuồng heo kìa các bạn. Nhìn tội nghiệp quá à. Mình sẽ lấy giáp ra, mình trang bị cho em á. Đây, chiên luôn. Alright, lên ngựa nào. Yeah. Hơi bị cháy các bạn ơi. Wow, mình với em ngựa đúng kiểu là tông xẹt tông. Ôi, con kia định làm gì? Định làm gì? Hiệp sĩ cưỡi ngựa. Bữa nay mình đã có thể ha to kẹo với mấy thanh niên kỵ sĩ cưỡi ngựa xương này rồi. Mình cũng cưỡi ngựa đó, nhưng mà cưỡi ngựa mặc giáp kim cương. Ôi, thanh niên kìa. Định làm gì? Định đi đâu? Định vô làng hả? Định báo quá gì? Lại là ba thanh niên này. Ok. Ê, không biết trên ngựa mình có múa được không nhờ? Ở trên ngựa mình cầm thương mình chọt chọt được nè các bạn. Khó chịu vô cùng. Ui da. Ui. À, nó chặt chúng ngựa mình. Ê, phải cẩn thận nha.
những tình huống cưỡi ngựa như vậy mình phải chiến đấu thận trọng hơn các bạn ơi. Kẻo bọn chúng không đánh mình mà bọn chúng đánh ngựa mình là mất ngựa đó. Mình có cái điềm gỡ giống như là cuộc hành trình nào cũng vậy. Y như rằng ngựa đồng hành chúng với mình không có thọ các bạn ạ. Em đòi ý. Em đòi ý. Có mấy hôm là một em ngựa sẽ chuyển sinh á. Mình không muốn như vậy đâu. Nên là lần này mình sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể và bảo vệ cái người bạn giúp mình ha, đi khám phá cực kỳ tốt này ha. Ok, sẵn tiện đang đi về hướng này thôi. Mình sẽ cưỡi ngựa đi xa luôn. Biết đâu bất ngờ lại gặp đối căng ở hướng này thì sao? Ê, khoan. Cái chỗ này sao nhìn nó quen quen vậy ta? Rồi cái thanh máu boss ở phía trên nữa. Chính nó các bạn ơi. Khu vực này, nữ kiếm sĩ manly của chúng ta đã ban hành cho mình nè 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 nè. Dấu vết ngày hôm qua đó. Ủa nhưng mà mình vẫn thắc mắc cái cục đó là cục gì nhờ. Hôm qua cái nữ kiếm sĩ Malenia này á đã triệu hồi cái đó sau khi mà áp sát mình đó các bạn. Oh. Mình sẽ để em ngựa xa xa mình xíu ha. Một mình lại đây thôi. Mình thử coi mình có quýnh cái này được không. Trời cái cục này mà 1000 máu. What the hell. Ê đã vậy còn tấn công mình được nữa. Cũng không bắn được. Hình như đây là skill của Malenia các bạn ơi. Để mình triệu hồi những cái vũ khí của mình ra. 4 vũ khí tấn công vô. Không gây sát thương được luôn. What the hell. Là thật. Oh no, oh no. Ủa của cái nữ kiếm sĩ Malenia kia ở đâu ta? Kìa, tiếp đằng kia lần các bạn. Mình sẽ thử lấy cung bắn lại cái nữa coi. Đó thấy không? Cung là không hề xi nhê luôn. Thật sự rồi, cái nữ kiếm sĩ này bá đạo lắm các bạn ơi. Cái này chắc cuối game mình mới solo được may ra. Chứ bây giờ là vô phương rồi. À, hôm qua mình còn thù với mấy con Naga. Đúng rồi, nó cắn mình một cú. Mình còn ghim á. Để coi còn con Naga nào gần đây không. Trả thù cái đó. Quá trời nhịn nhục hôm qua rồi. Chiều bữa nay không có con nào ở đây hết các bạn ơi. Xa xa có cái con gì cơ. Nhưng mà nhìn nó cũng vô hại lắm. Ok, nếu vậy thì thôi. Chắc mình sẽ cưỡi em ngựa rồi chúng ta lên đường tiếp á các bạn. Né né hơn đó là được. Đừng có đối đầu với nữ kiếm sĩ siêu cấp mạnh kia ha. Ê, tránh vô dưa gặp vô mít rồi các bạn ơi. Mình gặp nhện sa mạc. Ôi hình như đây là cái hang nhện boss luôn hay sao á. Đúng không? Mình lại gần. Ừ chính xác rồi. Một cái hang nhện boss ở giữa cái chỗ sa mạc này. Oh my gosh, oh my gosh. Thôi được rồi, thôi được rồi. À hình như đó là nhện chúa sao kìa các bạn. Triệu hồi vũ khí. Tấn công. Ok, cấu rỉa mát thành công rồi. Sau đó dùng thương và hất tung. Ấy, ấy da. Không hất tung được các bạn ơi. Ui da. Dính kịch độc rồi. Hồi máu lại. Yêu, cái độc này thốn lắm nha. Độc cấp độ 3 lần. Trời ơi, nhện chúa có khác. Tấn công tiếp. Ổn chưa, lấy cung bắn. Ok. Trận chiến không lại thì mình dùng ha. Vũ khí tấn công tầm xa. Hồi phục máu lại. Ok. Bắn cung thêm một cái. À quên. Mình còn búp sức mạnh cái thứ nhờ cây gậy nữa. Ok. Tiếp theo là tấn công thôi. Wow. Mình đánh hơi bị khó chịu luôn các bạn. Ê sống rồi. Ê. Nhện chúa đã bị tiêu diệt rồi. Quá trời nhện con ở đây nè. Ôi. Tỉnh ra bữa nay mình mạnh nha các bạn ơi. Học được cái kỹ năng triệu hồi vũ khí bá đạo thì. Wow. Kìa có mấy con nhện con kìa, mình nhắm cho nó. Dính trưởng lại. Ui con đó trâu phết. Ui. Bình tĩnh. Mới tiêu diệt nhện chúa. Chắc bây giờ bọn chúng đang tìm cách trả thù cho nhện chúa đó. Ok. Lấy thương của mình và. Ui da. Trời ơi. Mỏng ơi. Ui quá trời đất rồi các bạn ơi. Mặc dù ha,
là lính lát thôi nhưng mà bọn chúng cũng gây độc khó chịu lắm nha. Không đùa được. Ờ. Ê mà không biết trong tổ đó có trứng nhện chúa không nhờ? Hay là có cái rương chứa đồ gì hay không? Trời sao nhìn nhiều con. Ủa sao mà nhìn kỹ lại thì nó lại không giống nhện các bạn ơi, nó là bò kẹp. Ừ. Hình như đây là bò kẹp chúa các bạn ơi, chứ không phải nhện đâu. Mình hiểu lầm. Ủa gì vậy? Ồ. Ở đây còn có một cái khối bí ẩn gì nữa nè. What the heck? Hình như trong này còn giấu đồ nữa sao? Ui trời ơi, sao nhiều bộ xương vậy? Eo ơi. Ôi tôi không biết gì đâu nghe, tôi trả lời nè. Có vẻ là thiệt rồi các bạn. Ở dưới cái chỗ của bò kẹp chúa thì không có rương á. Để bây giờ mình sẽ coi thử coi những món đồ mà bò kẹp chúa rơi ra là cái gì. Tại nãy mình chưa có xem á. Hình như là vảy của bò kẹp chúa thì phải. Đúng không? Mình coi thử coi. Không, đó là những cái scarab các bạn ơi. Cái này giống như một loại thức ăn á. Nhưng mà ăn vô thì cũng không có hồi phục nhiều. Kèm theo đó là một món đồ mang tên Gill Organ gì đó. Ủa chà, cái con bò kẹp con này làm phiền người ta hơi bị nhiều rồi đấy. Công dụng của nó là giúp mình nâng cấp thành một cái vũ khí 19 sức tấn công. Đó là một cái rìu các bạn ơi. Wow. Điện sò vậy. Hình như bây giờ mình làm được luôn hay sao á. Để mình kiểm tra kho đồ lại. Ừ chính xác rồi các bạn ơi, mình làm được luôn. Ok để mình làm thử ha. Đây để coi coi. Ủa chà, tụi đánh chậm lắm các bạn ơi. Nhưng mà được cái đam cao á. Một sự đánh đổi các bạn ơi. Đỡ cái nhẹ nè mấy con phantom này. Thích làm gì? Tính làm gì? Đỡ cái nhẹ nha. Bóp sức mạnh lên. Tới công chuyện. Xuống đây. Xử nó luôn. One shot phantom các bạn. Wow. Thêm con zombie này nữa. Wow wow. Ok la đấy, ok la đấy. Một vũ khí gây sát thương cực cao các bạn ơi. Ngoài ra những cái gill scale này còn có thể giúp mình cường hóa cái cánh cứng lên nữa nè. Wow. Nhiều công dụng đấy. Chắc chắn là phải bỏ vô ba lô liền mới được. Ủa, ngoài công dụng chiến đấu thì cây này nó có công dụng chặt cây không? Mình cũng hơi tò mò. Ui. Tàu bay các bạn ơi. Wow. Đằng kia có tàu bay kìa. Trời. Con Naga kia ăn thịt hiệp sĩ áo đen rồi. Yêu. Mình trả thù cho hiệp sĩ áo đen thôi các bạn. Mặc dù mình với hiệp sĩ áo đen cũng không ưa lắm nhưng mà tại mình không ưa con Naga nên là trả thù giùm thôi. Ôi sao mình nghe tiếng con xương ta. Ở trên này hình như là con huyền ma các bạn ơi. Ê đừng có con nào ra đây bắn vô mông tôi cái nghe. Không có đem theo kỹ năng quay ngược thời gian đâu đó. Flying in the air. Một cái thành tựu mới khi mà đột nhập lên con thuyền bay này. Trời. Xanh chính vậy. Xanh lè xanh lét luôn các bạn. Ok. Có spawner luôn nè. Ngoài ra thì cũng có rương nữa nha. Hello. Ui có tên luôn à. Wow. Henrik Van der Decken. Ây da cái tên nghe Wistop vậy man. Thôi cho anh bạn này đi bằng vũ khí mới luôn. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi cái tàu này nghèo dữ vậy. Tưởng đâu giàu có lắm chứ. Rồi lên cao mắc gì lên cao chi rồi mắc xài ống nhòm. Quái chè đậu thiệt mấy thanh niên này. Lên cao cho đã rồi xài ống nhòm. Ây da. Chơi mà đánh lén đi. Ôi chơi mà chơi đánh lén không à. Ui nữa nè. Đánh lén hả? Một rìu nha. Cái rìu này đánh chậm nhưng mà được cái chất lượng các bạn. Ôi có hai cái rương nữa. Yêu nhưng mà nó bèo lắm các bạn ơi. Nó chỉ có vài cái súp thôi à. Không biết ăn có trúng độc dễ đành đạch không đó nè. Nghi lắm. Bữa bị dễ đành đạch lần rồi. Chẳng lẽ giờ xui nữa sao? Dễ vậy. Ấy. Oh my god. Ôi xui thiệt các bạn ơi. Ô kìa cái nhân phẩm của mình. Ăn ủi bằng cục kim cương cũng đỡ á. Ăn thử cái nữa coi. Không lẽ xui hoài. Đó. Lần này được nhìn trong bóng tối. Ok. Thôi nói chung tò mò lên đây cho biết thôi ha. Giờ thì chắc đi xuống và qua vùng sa mạc thôi các bạn. Em ngựa đang đợi mình nãy giờ á. Ơi. Tôi mới trở lại mà đông đúc dữ vậy. Thôi giọt người ơi.
trước khi quá muộn cưng ơi. Ủa cái vùng sa mạc này có chút ép à các bạn ơi. Nó còn nói liền với vùng đất cát cam nữa chứ. Ồ mà chối. Để mình bơi qua bển xong mình hú em ngựa qua ha. Bày đi cho tiện. Ê đó có phải là một ngôi làng không? Wow. Hình như là một ngôi làng ở vùng sa mạc các bạn ơi. Có lạc đà nữa kìa. Ây dô. Hello mấy bác dân làng. Long time no see. Để coi dân làng ở vùng sa mạc này có gì cho mình không ta. Hello. Hello. Hola. Ủa sao nghèo vậy? Ôi cái làng này cái làng nghèo rồi các bạn. Nhìn làng đúng bèo luôn á. Ê phía đằng kia là có nguy hiểm không vậy? Ồ có vẻ là thân thiện các bạn ơi. Ê nhưng mà nhìn vẻ ngoài có vẻ là không thân thiện lắm nha. Ủa chứ nhưng mà cái người bạn này có vẻ là thu hút được rất là nhiều bướm đi theo kìa. Và người bạn này có tên là Raya ha. Wow. Hình như cái lỗ tai dài. Uầy. Nó giống như đây là một bạn yêu tinh vậy. Nhưng mà yêu tinh thân thiện các bạn ơi. Bữa nay mình đã gặp được tộc nhân yêu tinh đầu tiên rồi nè. Ủa nhưng mà sao không sống trong cánh rừng yêu tinh ta? Ừ lạ nha. Ủa ghế đây còn có. Khoan. Có ai ở đây không? Không có ai hết. Không có ai mà mình triệu hồi quá trời vũ khí vậy. Trở lại với người bạn này. Không biết là mình có nói chuyện được với người bạn Raya này hay không á. Hiện tại là không các bạn ơi. Ôi sau này nhất định mình phải nghiên cứu lại về người bạn này mới được. Biết đâu bạn ấy sẽ cho mình một chút thông tin về cái tộc yêu tinh hoặc là khu rừng yêu tinh thì sao. Ừ ha. Ui. Trời, con xương hoàng gia. Con xương hoàng gia hả? Tấn công nó từ xa lại. Còn hai thanh niên này nó thích làm gì? Chưa ngẫm à. Cho thêm mũi tên nữa. Ui trời trâu thế. Hết sọt liền. Ủa? Ủa sao ở dưới có phải con ruồi không vậy? Khoan, mình gặp con ruồi nhưng mà bự cha bá nội luôn các bạn ơi. Kìa. Yêu. Ruồi thành tính rồi. Trời, đánh không trúng nó được. Ui, cái vùng đất này có ruồi thứ dữ. Này thì ruồi thứ dữ nè. Cũng ngỡm của tỏi thôi. Ui, nhưng mà ruồi không có rơi ra gì hết các bạn ơi. Và nếu để ý thì mình thấy tộc nhân yêu tinh này rất hay xuất hiện ở cái vùng Saipana này nha. Ra là vậy. Mặc dù là tộc yêu tinh nhưng mà lại sống ở vùng Saipana các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ui dạ. Một cái tiếng con gì á. Ê. Nó đánh ngựa mình. Con này. Trời nó núp ở dưới tán cây xong rồi nó đánh ngựa mình. Nó. Ôi no. Em ngựa mình đuối lắm rồi. Không mình ẵm ngựa luôn. Bây giờ mình không cưỡi ngựa nữa mà mình ẵm ngựa luôn các bạn ơi. Toàn thật. Chỗ này không an toàn tí nào. Chắc mình phải làm giấc cho trời sáng để đỡ nguy hiểm cho em ngựa hơn á. Ui em có đềm rồi đó các bạn ơi. Đi về luôn đi nhờ. Đi ngồi em bị úp sọt cái là xong luôn á. Hết cứu luôn các bạn ơi. Mình không muốn mất ngựa đâu. Quay xe. Nói chung thì chuyến đi này mình cũng khá là bội thua các bạn ạ. Bởi vì mình đã đánh được một boss mới. Mặc dù đó không phải là một boss quá mạnh, nhưng mà ít ra khi đánh boss đó mình sẽ có được một vũ khí. Đó chính là cây rìu chiến này. Thấy vậy thôi chứ mạnh lắm nha. Và đồng thời mình còn có một chuyến phiêu lưu đầu tiên chung với nhóc ngựa nữa. Mặc dù em đang bị trọng thương nè. Tuy nhiên về tới nhà thì mình sẽ có những cái lọ thuốc hồi phục ha. Những lọ thuốc này sẽ giúp em hồi phục máu lại các bạn ơi. Từ từ em cũng sẽ đầy máu và sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Và mình cũng sẽ gán trồng thêm lúa để có cái mà cho em ăn vào hồi phục tốt hơn á. Và hôm nay mình cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Không có cà khịa nữ kiếm sĩ men lì kia và cái kết là không có ăn hành các bạn ạ. Quá đã. Đồng thời mình cũng đã nâng cấp vũ khí mình trở nên mạnh hơn và lượm được một vài món đồ khá là ngon bên địa ngục. Hy vọng những ngày kế tiếp
chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái đà thăng tiến sức mạnh giống như vậy ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Love Fruit hay là Unitelet thì có thể ghé qua shop của Lập, link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh này. Dự là sẽ còn nhiều khó khăn ở những ngày sắp tới đây. Bye bye.